Ngủ gật, ngủ quên, ngủ nướng, ngủ thiếp đi, tiếng Anh mình nói sao ta? Ta-da! Chào mọi người, mình là Thủy và trong video này thì sẽ cung cấp cho các anh chị 10 những cụm từ cực kỳ thông dụng với chủ đề ngủ. Mỗi một cụm từ Thủy sẽ trình bày cho các anh chị thêm cái mặt phiên âm, dịch nghĩa kèm với 2 đến 3 ví dụ liên quan để các anh chị có thể học xong rồi mình áp dụng ngay. Nếu các anh chị thấy video này hay, giúp Thủy chia sẻ video này và đừng quên hãy bình luận ngủ tiếng Anh. Thủy sẽ gửi các anh chị một cái file PDF mình tải về, mình in ra, mình học cho hiệu quả mọi người nha. Và nếu được, hãy bình luận xuống một vài ví dụ với những cụm từ Thủy đã đưa và Thủy sẽ giúp các anh chị kiểm tra xem mình đã hiểu và làm đúng chưa mọi người nhé. Còn bây giờ, cùng học với Thủy thôi. Từ vựng đầu tiên, a deep sleeper, là một người mà ngủ rất sâu, kiểu như hả, ngủ như, tiếng Việt mình hay nói vui vui là ngủ như chết vậy đó, làm gì cũng không dậy được. Có nghĩa là ngủ rất ngon và rất sâu giấc. Cùng đọc với Thủy từ này nha. Đầu tiên là từ deep, nó sẽ là âm y dài, không đọc là deep deep, bởi vì mình đọc là dip, nó bị đụng với một cái từ là nhúng á, chấm á, nó sẽ là dip. Còn của mình là âm y, miệng hơi căng một chút xíu, e, d, deep. Đọc với Thủy nha, deep. Và tương tự, chữ sleep cũng như vậy, nó sẽ là âm y dài. Và Thủy cũng nói luôn, Thủy đang gọi là hơi cường điệu hóa cái từ để cho mọi người nhìn và bắt chước theo dễ. Còn các anh chị lưu ý giùm Thủy đó là y dài không phải là dài ra thì mới gọi là y dài, mà nó chính là cái sự căng của miệng. Rồi, đọc với Thủy nha, e, hơi căng nè, e. Thủy hay nói vui vui là miệng cười á, e, hi hi, hả, kiểu như vậy. Rồi, ráp vào ha, e, sleep. Sleep và sleeper, sleeper. Các anh chị cứ luyện tập dần dần mình sẽ quen. Và nếu như anh chị nào chưa biết cái mặt phiên âm này, có thể là lên YouTube xong mình gõ là bản phiên âm quốc tế Kiss English hoặc là IPA Kiss English, nó sẽ ra cái video này mọi người nha. Và anh chị nào muốn tham khảo thêm khóa phát âm có thể tham khảo nha. Rồi cùng coi với Thủy này, deep sleeper, deep sleeper. Rồi, học từ thì không thể thiếu được phiên âm và kèm với ví dụ. Các anh chị sẽ cùng với Thủy coi một vài ví dụ sau. My brother is a deep sleeper. Anh trai của tôi là một người ngủ rất là say. It's hard to wake him up. Rất là khó để mà đánh thức được anh ấy. Nghe là ngủ ngon lắm, lắc 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 lắc, cũng không thèm dậy đâu. It's hard, thiệt là khó, to wake him up, để mà đánh thức anh ấy. My brother is a deep sleeper, là một người ngủ rất là say. It's hard, rất là khó. It's hard to wake him up. It's hard to wake him up, rất là khó để mà đánh thức anh ấy. Next, she didn't hear the alarm. Cô ấy không có nghe cái chuông báo thức. Alarm là báo thức ha, tiếng chuông báo thức, đồng hồ báo thức. Và she didn't hear the alarm. Cô ấy đã không nghe tiếng chuông báo thức. Because she's a deep sleeper. Bởi vì cô ấy là một người ngủ rất là say giấc. She's a, nối âm she's a, she's a deep sleeper. Rồi, cùng đọc lại với Thủy nha. She didn't hear the alarm because she's a deep sleeper. One more time. She didn't hear the alarm because she's a deep sleeper. Cô ấy là một người ngủ say giấc. Next đó là take a nap. Nap là một cái giấc ngủ ngắn, hoặc là một cái chợp mắt ngắn, một cái giấc nghỉ ngắn. Và take a nap, nối âm take a nap, có nghĩa là ngủ ngắn, ngủ chợp mắt. Và thỉnh thoảng ở Việt Nam cũng không hay là ngủ trưa đó, đúng không? Rồi, cùng đọc với Thủy ha. Take a nap. Âm này sẽ là âm AE. Các anh chị nhớ miệng cười nha. A, a. Nap, take a nap, take a nap, take a nap, take a nap, ngủ chợp mắt, ngủ trưa. Rồi, cùng coi với Thủy hai cái ví dụ nhé. I often take a nap after lunch. Tôi thường chợp mắt một chút xíu, sau giờ ăn trưa. Lunch là bữa trưa, và after lunch là sau bữa trưa. I often take a nap after lunch. Tôi thường chợp mắt một chút xíu, khi mà sau giờ ăn trưa. I often take a nap after lunch. I often take a nap after lunch. Next, he was taking a nap on the couch when I called. Anh ấy thì đang ngủ trưa trên ghế, thì đột xuất ha, thì tôi gọi. He was taking a nap on the couch when I called. Khi mà tôi gọi tới thì anh ấy đang ngủ trưa. He was
taking a nap on the couch when I called. Khi mà tôi gọi tới. Next, mình có cái cụm là go to bed. Rất quen thuộc, có nghĩa là đi ngủ. Go to bed. Nói nhanh, go to bed, go to bed, go to bed. Bây giờ mình coi với Thủy hai ví dụ nhé. I usually go to bed at 10 p.m. Tôi thường đi ngủ vào lúc 10 giờ. I usually go to bed at 10 p.m. Next, they went to bed after watching a movie. Sau khi xem phim xong thì họ đi ngủ. They went là quá khứ của từ go, họ đã đi ngủ. They went to bed after watching a movie. Sau khi xem phim xong. After watching a movie, they went to bed. Next, hit the sack. Cái này á, một số mà các anh chị mà hay xem trên mạng hay cắt những cái đoạn ngắn ngắn để mình học cái cụm này, có nghĩa là đi ngủ. Nhưng mà nó không phải là văn phong trang trọng mà nói trong cái gọi là gì ta, đời sống hàng ngày á. Hit the sack, có nghĩa là đi ngủ. Hit the sack, âm a e mọi người nhé. Hit là âm y ngắn, sack là âm y dài, à âm a e. Hit the sack, hit the sack, đi ngủ. Rồi, coi với Thủy hai cái ví dụ nhé. Ví dụ đầu tiên, I'm tired. Tôi mệt lắm rồi. I'm going to hit the sack. Tôi chuẩn bị đi ngủ đây. I'm tired. I'm going to hit the sack. I'm tired. I'm going to hit the sack. Tôi mệt rồi, giờ tôi đi ngủ đây. Ví dụ thứ hai, after the party, sau cái bữa tiệc. After the party, we all hit the sack early. Chúng tôi đều đi ngủ sớm, đuối quá. We all, tất cả chúng tôi, hit the sack early, đều đi ngủ sớm. After the party, we all hit the sack. Sau cái bữa tiệc, tất cả chúng tôi đều đi ngủ. Rồi, cụm tiếp theo là go to sleep, đi ngủ. Mình chìm vào trong giấc ngủ và trạng thái ngủ ha. Còn kia là go to bed, nhưng mà từ từ rồi mới ngủ, là cái việc mà chuẩn bị đi ngủ. Còn này là go to sleep, là chìm vào giấc ngủ, trạng thái bắt đầu ngủ luôn. Thì ví dụ ha, I was so tired, tôi đã rất là mệt, that I went to sleep immediately, cho nên tôi đã ngủ ngay lập tức. Immediately là ngay lập tức. I was so tired that I went to sleep immediately. Next, she was so tired that she went to sleep right after dinner. Ngay sau cái bữa tối. Right, ngay after dinner. Cái từ right không phải là bên phải bên trái nha, không phải bên phải mọi người nha, mà right trong trường hợp này mang nghĩa là ngay lập tức ha. Right after dinner là ngay sau cái bữa tối. Rồi, coi với Thủy nha. She was so tired that she went to sleep right after dinner. Cụm tiếp theo, sleep like a log. Ngủ như khúc gỗ, kiểu như là say mà kiểu như nằm bất động luôn, kiểu như là hả, ngủ, mình có hay nói vui vui là ngủ như chết vậy ha. Say, không có cục cửa, không có động đậy, không trở mình, không gì luôn. Đọc với Thủy nha. Sleep like a log. Sleep like a log. Sleep like a log. Các anh chị cùng coi với Thủy hai cái ví dụ mọi người ha. After the long hike, sau cái chuyến đi leo núi dài. I was sleeping like a log. Tôi ngủ say, say như khúc gỗ. Thì gọi là ngủ say bất động luôn, ngủ say, say lắm luôn á. Rồi, after a long hike, mình hay nói là go hiking, là đi leo núi ha, đi bộ đường dài, đi leo núi. Đó. After the long hike, I was sleeping like a log. Next, he slept. Anh ấy đã ngủ. Động từ sleep và quá khứ là slept. He slept like a log and didn't hear anything. Và không có nghe bất kỳ gì hết. Và đã không nghe bất kỳ cái gì hết. Didn't hear anything. He slept like a log and didn't hear anything. Và đã không nghe bất kỳ cái gì hết. And didn't hear anything. He slept like a log and didn't hear anything. Và đã không nghe bất kỳ cái gì hết. Next, mình thấy mọi người như thế này nè, cái này người ta gọi là ngủ gật. Rồi, nod là cái gật đầu ha, và nod off mình hiểu nôm na là ngủ gật. Nod off, nod off, nod off.
Các anh chị cùng coi với Thủy hai cái ví dụ nhé. I nodded off during the movie. Tôi ngủ gật trong lúc xem phim luôn, chắc phim chán quá. I nodded off during the movie. Movie. I nodded off during the movie. Next, she nodded off at her desk. Cô ấy ngủ gật tại cái bàn làm việc luôn. Có nghĩa là làm việc say sưa, làm việc trễ hay là một cái lý do gì đó mà ngủ gật luôn. She nodded off at her desk. She nodded off at her desk. Các anh chị mà đang xem cái livestream này, Thủy có một cái video này ha. Thủy có một cái thỉnh cầu mong muốn mọi người như thế này nè. Hãy giúp Thủy nha, giúp Thủy một thỉnh cầu. Đó là khi mà coi cái video của Thủy, bình luận xuống, bình luận cái câu có sẵn này cũng được để cho mình nhớ. Và Thủy biết là các anh chị vẫn còn đang học với Thủy à. Và hoặc là thêm một cái động tác nữa nha, giúp Thủy, đó là nói thành tiếng. Thay vì vậy nè, nó không giúp mình việc nói, mình nói theo Thủy, nói theo từng tiếng nha. Làm sao mà tai nó nghe được cái âm thanh của mình á là mới gọi là ngon nghe. Rồi thử nói này nha. She nodded off at her desk. At her desk. Cô ấy ngủ gật tại bàn làm việc. Và mọi người để ý nha, từ cái đoạn mắt và tai mà nghe thôi, đến cái đoạn mà mình nghe được cái miệng mình nói á, bắt đầu cái miệng mình nó sẽ linh hoạt hơn. Và hầu như mọi người nghe mà nói không được á là do làm sao? Đó là do có nói đâu. Nên là bây giờ nhìn bằng mắt không nói được liền, mà phải là mở miệng ra nói. Nên là các cái khóa học của Thủy, Thủy hay bắt các anh chị á, bắt nha, dùng từ bắt nha, thật ra là khuyến khích thôi, nhưng mà Thủy dùng từ bắt luôn, là mọi người sẽ phải nói, quay video gửi cho cô giáo để cô giáo xem và sửa hàng ngày. Thì chính cái việc mà quay video á, đó là một cách để mình luyện tập, và dần dần thì mình sẽ dạn dĩ và mình tự tin hơn rất nhiều. Cố lên các anh chị nhé. Rồi, next, cụm tiếp theo đó là toss and turn. Toss and turn, trằn trọc, không có tài nào ngủ được. Xem phim kinh dị xong là hay cái keep tossing and turning, có nghĩa là trằn trọc. Thì ví dụ ha, đêm qua suy nghĩ, không biết éo quá rồi, không biết kiếm trai đâu đây. Thì ví dụ, thì mình sẽ là I was tossing and turning all night. Nguyên đêm hôm qua tôi cứ trằn trọc suốt đêm. I was tossing and turning all night. Đọc với Thủy nha. I was tossing and turning all night. Ví dụ thứ hai, she couldn't sleep. Cô ấy không có ngủ được. Just tossing and turning. Trằn trọc, trằn trọc. She couldn't sleep. Tossing, just tossing and turning. Just tossing and turning. Just tossing and turning. Đó, các anh chị cứ nói như vậy nha. Nó sẽ gọi là người ta, nó sẽ giúp cho mọi người có động lực vô cùng. Xem cái video này mà hay thì nhất định là chia sẻ giùm Thủy cái video này để nhiều người cùng biết đến kênh nghe. Rồi, tiếp tục. Oversleep có nghĩa là gì ạ? Đúng rồi, ngủ quên. Oversleep. Oversleep, ngủ quên. Rồi, coi với Thủy hai cái ví dụ ha. I overslept and missed my meeting. Tôi ngủ quên và bỏ lỡ cái cuộc họp của tôi. Miss trong trường hợp này không phải là nhớ nha, mà nó là bỏ lỡ. I overslept, tôi đã ngủ quên, and missed my meeting. I overslept and missed my meeting. Number two, he overslept by 2 hours today. Hôm nay anh ấy ngủ quên tới 2 tiếng luôn á. He overslept by 2 hours today. Overslept by 2 hours today. Anh ấy ngủ quên tới 2 tiếng. Next, mình có cái động từ gọi là ngủ nướng. Cuối tuần là hay ngủ nướng à. Thật ra từ đó giờ Thủy chưa bao giờ ngủ nướng luôn á. Thủy cảm thấy tiếc thời gian lắm. Không biết mọi người sao, Thủy rất là tiếc thời gian. Và không bao giờ Thủy ngủ nướng, từ nhỏ rồi quen rồi, cứ 5 giờ mấy là dậy rồi. Cảm giác ngủ thấy nó phí phí thời gian sao á. Tánh kỳ thiệt, nhưng mà nó là vậy à. Nhưng mà vẫn giới thiệu cho mọi người cụm này ha. Nó sẽ là sleep and, nối âm sleep and. Sleep and, sleep and, ngủ nướng. Rồi, cùng đi với Thủy nha. I love sleeping and on weekends. Tôi thích ngủ nướng vào những ngày cuối tuần. I love sleeping and on the weekends. Vào những ngày cuối tuần. Number two, tomorrow is Sunday, so I'll sleep in. Ngày mai là Chủ nhật cho nên tôi sẽ ngủ nướng. Tomorrow is Sunday, so I'll sleep in. Cho nên tôi sẽ ngủ nướng. Tomorrow is Sunday, so I'll sleep in. Tôi sẽ đi ngủ nướng. Rồi, coi với Thủy thêm một cụm nữa nha. Đó là cụm fall asleep. Fall asleep có nghĩa là ngủ thiếp đi. Fall asleep. Fall asleep.
ngủ thiếp đi. Rồi, coi với Thủy một vài cái ví dụ nhé. I fell asleep while reading a book. Tôi chìm vào giấc ngủ trong khi mà đọc sách. I fell asleep while reading a book. Trong khi mà đọc sách. She fell asleep as soon as she hit the bed. Cô ấy ngủ thiếp đi ngay khi vừa mới hit the bed, vừa nằm lên giường đặt cái lưng phát là ngủ luôn. She fell asleep as soon as she hit the bed. Và get a good night's sleep có nghĩa là chúc ngủ ngon, ngủ rất là đủ giấc, ngủ rất là ngon. Get a good night's sleep. Get a good night's sleep. Ngủ đủ giấc, ngủ ngon. I finally got a good night's sleep last night. Cuối cùng thì tối hôm qua tôi cũng đã có một giấc ngủ rất là trọn vẹn, rất là ngon. Rồi, I finally got a good, Thôi đọc nhẹ ha. Got a good night's sleep. Got a good night's sleep last night. Tiếp tục. If I don't get a good night's sleep, I feel tired all day. Nếu mà đêm mà tôi không có đủ ngủ đủ giấc á, tôi mệt cả ngày. I feel tired all day. If I don't get a good night's sleep, I feel tired all day. Tôi sẽ cảm thấy mệt cả ngày. I feel là tôi cảm thấy tired all day, mệt cả ngày luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ bước qua phần thứ hai, đó là phần hội thoại. Các anh chị sẽ nghe, sau đó là cùng với Thủy nói lại một vài những câu thoại. Ok chưa ạ? Rồi, cùng đi với Thủy nha. I overslept this morning and missed my bus. Oh no. Maybe you need to go to bed earlier. I always sleep in on weekends. Same here. It feels so good to relax. I overslept this morning and missed my bus. Tôi ngủ quên sáng nay và cuối cùng thì trễ xe buýt. I overslept this morning and missed my bus. I overslept this morning and missed my bus. Oh no. Maybe you need to go to bed earlier. Có lẽ là bạn sẽ cần phải đi ngủ sớm hơn. Maybe you need to go to bed earlier. Maybe you need to go to bed earlier. Có lẽ là bạn cần phải đi ngủ sớm hơn á. I always sleep in on weekends. Tôi hay ngủ nướng, tôi luôn ngủ nướng vào cuối tuần. I always sleep in on weekends. Tôi luôn ngủ nướng vào dịp cuối tuần. Same here. Tôi cũng vậy. It feels so good to relax. Thiệt là thư giãn, thiệt là tuyệt vời khi thư giãn. It feels so good to relax. Thiệt là tuyệt khi được thư giãn. It feels so good to relax. It feels so good to relax. Thiệt là tuyệt khi là được thư giãn. I couldn't sleep last night. Đêm qua tôi không tài nào ngủ được. I kept tossing and turning. Tôi cứ trằn trọc. I couldn't sleep last night. I kept tossing and turning. I couldn't sleep last night. I kept tossing and turning. That's the worst. Thì tệ quá ha. Hopefully you can get a nap later. Bạn có thể chợp mắt một chút xíu nhé. Tí nữa bạn có thể, hoặc là bạn có thể chợp mắt xíu sau nhé. Hopefully you can get a nap later. You can get a nap later. Bạn có thể chợp mắt sau nhé. That's the worst. Hopefully you can get a nap later. Bây giờ qua đoạn tiếp theo với Thủy nhé. I nodded off during the meeting. That's embarrassing. You should have gone to bed earlier. I nodded off during the meeting. Tôi đã ngủ gật trong lúc mà họp rồi. I nodded off during the meeting. I nodded off during the meeting. Tôi đã ngủ gật trong cuộc họp. That's embarrassing. Trời ơi, sao nhục dữ vậy? That's embarrassing. Nhục dữ vậy trời? You should have gone to bed earlier. Đúng ra là bạn nên đi ngủ sớm hơn. You should have gone to bed earlier. Đáng ra là bạn phải đi ngủ sớm hơn á. Nhục dữ. That's embarrassing. You should have gone to bed earlier. Rồi, cùng đi với thử đoạn cuối cùng nha. I'm such a deep sleeper. I didn't even hear the alarm. Lucky you. I wake up at every little noise.
I'm such a deep sleeper. Tôi là một người ngủ rất say. I didn't even hear the alarm. Thậm chí là tôi không bao giờ tôi nghe được cái tiếng báo thức luôn á. I'm such a deep sleeper. I didn't even hear the alarm. Thậm chí tôi đã không nghe được cái tiếng đồng hồ báo thức. I didn't even hear the alarm. I'm such a deep sleeper. I didn't even hear the alarm. Lucky you. Rồi sao bạn may mắn dữ vậy? I wake up at every little noise. Âm thanh nhỏ thôi là muốn làm tôi dậy rồi. I wake up. Tôi tỉnh giấc, tôi thức giấc at every little noise. Cứ mỗi cái tiếng động nhỏ là tôi cũng tỉnh giấc. Lucky you. I wake up at every little noise. I wake up at every little noise. Và nếu như các anh chị đang xem video này cũng giống như rất nhiều những anh chị học viên của Thủy, mình không nhớ được từ vựng, mình học trước, mình quên sau, mình học hoài cũng không thuộc, hoặc là mình học mãi không giỏi, thì Thủy sẽ có một giải pháp dành tặng cho các anh chị. Cái mục tiêu là giúp cho các anh chị có thể làm chủ được từ vựng tiếng Anh nhanh chóng, mình tiết kiệm thời gian và một chi phí thấp nhất. Vì sao Thủy có thể giúp được các anh chị ? Thủy là sáng lập của trung tâm tiếng Anh Kids English, cũng là tác giả của bộ sách Boom English và là giảng viên của hơn 20 khóa học tiếng Anh online cho người đi làm, cho người làm kinh doanh, cho bố mẹ bỉm sữa hay là cho người Việt ở nước ngoài. Có hơn 30.000 học viên đã và đang theo học online tính đến thời điểm hiện tại. Và đây là một vài nhận xét của các anh chị học viên. Chị Chiến, học viên VIP Code, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cô Thủy và giáo viên Kids English đã hướng dẫn suốt thời gian qua. Dù bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng học mỗi ngày và cảm thấy hứng thú hơn là bao giờ hết. Việc luyện tập có lẽ là vất vả nhưng mà nó đã giúp tôi tiến bộ rất nhiều. Cảm ơn vì đã động viên và giúp đỡ tôi. Hy vọng sẽ có thêm nhiều học viên khác cũng đạt được thành công như tôi trong việc học tiếng Anh. Hay như là anh Ngọc, tôi đã tham gia nhiều khóa học trước đây nhưng mà không có một khóa nào mang lại cái cảm giác hài lòng như khóa VIP này. Hệ thống học online phù hợp với tôi vì công việc của tôi rất là bận rộn. Cô Thủy và các bạn hỗ trợ trợ giảng rất nhiệt tình. Mặc dù khóa này có chi phí cao nhưng đối với tôi nó xứng đáng để đầu tư. Và đây sẽ là một cái giải pháp cực kỳ hoàn hảo dành cho mình. Mình sẽ có một cái lộ trình học chi tiết rõ ràng thông qua các video đã được Thủy quay sẵn trên một cái hệ thống khóa học online. Và mình sẽ có một người giáo viên đồng hành cùng mình mỗi ngày. Và giáo viên sẽ hỗ trợ mình học từ vựng, thực hành và sửa lỗi phát âm cho mình hàng ngày luôn. Mỗi ngày thì mình sẽ vào trên cái hệ thống học, mình học theo một bài trong cái lộ trình. Mình học xong, mình sẽ quay video, mình thực hành và mình gửi để cho cô giáo xem và hỗ trợ sửa phát âm cho mình. Và cứ cuối tuần thì cô giáo lại gặp mình để mà ôn bài lại. Ôn bài qua Zoom 30 phút mỗi tuần luôn để giúp mình có thể đảm bảo là mình hiểu và mình theo kịp được tiến độ và giúp mình có thể học được cái khóa học một cách hiệu quả nhất. Và cái chương trình này nó tên là chương trình Vocabulary Coaching, huấn luyện viên từ vựng. Đây sẽ là một cái chương trình mà chắc chắn là các anh chị sẽ phải tham gia. Vì sao mình nên tham gia? Đã có hàng ngàn học viên đã tham gia chương trình này và họ tạo ra cái sự đột phá trong tiếng Anh trong một thời gian ngắn, và họ làm được thì Thủy tin các anh chị hoàn toàn có thể làm được. Đây là một phản hồi của chị học viên. Khóa học của Thủy thực sự làm thay đổi cách phát âm và tư duy học tiếng Anh của mình. Trước đây, mình cảm thấy không có tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài do vốn từ vựng và phát âm kém. Nhưng mà sau khi tham gia khóa học, tôi đã nhận thấy được sự tiến bộ rõ rệt, sự hỗ trợ và động viên từ cô Thủy và đội ngũ giúp tôi vượt qua được khó khăn đó. Tôi rất biết ơn và hy vọng những người khác cũng sẽ có trải qua những trải nghiệm tích cực như tôi đã có. Hay như là bạn Dung, tôi đã từng mất tự tin khi nói tiếng Anh với người nước ngoài vì phát âm mình không chuẩn. Nhưng mà sau khi tham gia khóa học này, tôi đã nhận ra rằng phát âm mình hoàn toàn có thể cải thiện được nếu như mà mình có một phương pháp đúng đắn. Cảm ơn cô Thủy đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình. Tôi thật sự hài lòng hơn và tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh. Và rất nhiều những học viên khác cũng đã cho Thủy những phản hồi vô cùng tích cực. Các anh chị có thể xem thêm những cái video ở đường link ở trong phần mô tả dưới cái video này. Đường link ở trong phần mô tả dưới video này các anh chị nha.
Chương trình này nó sẽ dành cho ai ạ? À? Đây là một chương trình coaching online 1-1 rất phù hợp với thứ nhất là những anh chị đang đi làm bận rộn, hoặc là những anh chị đang làm kinh doanh, hay bố mẹ bỉm sữa, hay là người Việt ở nước ngoài. Mình chỉ cần dành ra 15 phút mỗi ngày, mình học mọi lúc, mọi nơi, ôn đi ôn lại nhiều lần. Vô cùng tiện lợi, dễ dàng mà hiệu quả lại cực kỳ cao. Học phí bao nhiêu ạ? Với mức giá cực kỳ ưu đãi, chưa đến một ly trà sữa mỗi ngày mà sẽ được tham gia vào cái chương trình này. Mình sẽ được học online với một lộ trình chi tiết và rất là rõ ràng. Mình học qua video đã được Thủy quay sẵn và có một cái giáo viên vô cùng tận tâm, chuyên nghiệp, đồng hành và hỗ trợ với mình hàng ngày. Và cuối tuần thì mình sẽ tham gia những buổi hỗ trợ học viên và cô sẽ là cái người đồng hành ôn bài với mình để đảm bảo mình theo đúng được tiến độ. Và nếu mình có bất kỳ thắc mắc nào, mình cứ hỏi cô trực tiếp. Đây là một cái chương trình sẽ giúp cho bạn có thể giỏi tiếng Anh nhanh nhất, tiết kiệm được thời gian và chi phí thấp nhất. Đăng ký như thế nào ạ? Mình sẽ gọi điện hoặc là mình nhắn tin cho Thủy qua cái đường link Zalo nè, hoặc là Messenger, Thủy để ở phía bên dưới. À, dưới video này có một cái phần mô tả của video, Thủy để thông tin ở phần bên dưới để được tư vấn thêm, học hỏi hay là nhận những ưu đãi hấp dẫn ngay ngày hôm nay. Và đăng ký như thế nào ạ? Mình hãy quét cái mã ở trên màn hình này để được tư vấn thêm nè, mình học thêm, mình trải nghiệm và mình nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất ngay từ hôm nay nhé. Ta-da! Như vậy chúng ta hoàn thành xong bài học của ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Thủy. Đừng quên là hãy bấm vào nút ở giữa để subscribe, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video từ Thủy. Bấm vào nút bên trái hoặc bên phải để học các video liên quan. Nói chung là bấm vào đâu cũng được, miễn là học tiếp với Thủy là được. Bye!